Em xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em xin phép làm một cái video để cho anh em nào mà mới chơi âm thanh đấy, hoặc là đang muốn lựa chọn cho mình những cái dòng loa karaoke, chuyên karaoke các bác nhé. Thì trong cái video này thì em sẽ phân tích cho anh em nhé. Thì trước mặt anh em đây em là có hai dòng loa, một là dòng loa nằm, hai là dòng loa đứng, hay còn gọi là loa full. Đó. Thế thì giữa hai dòng loa này thì nên chọn loa nào để chúng ta có thể hát tiếng nó bay hơn, sáng hơn? Thì tất cả những cái dòng loa trên thị trường thì họ sản xuất ra nó đều có lý do của nó anh em nhé, đều có lý do đấy. Nhưng chúng ta chọn có đúng mục đích hay không thì lại là do chúng ta đó. Vì là với những cái dòng loa nằm như thế này, anh em thấy rằng là đây là em ví dụ thôi đấy, ví dụ thôi đó. Những cái dòng loa nằm này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái bát của nó đó, nó thiên về cái tiếng bass đánh rất là sâu, nghe rất là trầm lắng. Đấy, chép thì nó cũng là chép nhỏ thôi. Đấy, đủ để chúng ta cảm nhận được rằng là cái tiếng chép nó kết hợp với tiếng bass nghe nó rất là nhẹ nhàng du dương. Nhưng điều kiện nhé, thì chúng ta chỉ đánh ở cái công suất vừa đủ. Đấy, vừa đủ tải của loa, ví dụ như cái dòng loa này. Tất cả đây là em làm ví dụ cho anh em này. Đấy, ví dụ là cái dòng loa này nó chỉ có 100W, hoặc là những cái dòng loa nó lớn hơn thì nó sẽ rơi vào tầm 200 đến 300W, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta hát karaoke, các bác biết rồi, thì chúng ta sẽ phải sử dụng là công suất rất là lớn, công suất rất là lớn và đòi hỏi độ nhạy phải cao. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là với những cái dòng loa này mà chúng ta hát với cái công suất lớn, lập tức tiếng nó sẽ bị vỡ tiếng. Vỡ tiếng là thứ nhất này. Đó, vỡ tiếng thì chúng ta hát đâu còn hay nữa. Thứ hai nữa nhé, cái tiếng micro nó rất là bí tiếng, nghe nó có cái cảm giác là nó không được sướng. Đó, và anh em để ý rằng ở trên tất cả các quán bar hay là quán sự kiện ngoài trời, từ xưa đến nay không ai người ta lắp cái dòng loa này để hát cả. Đó, từ xưa đến nay nhé, không ai người ta lắp cái loa như thế này đó để hát karaoke. Đó, chính vì cái mục đích của cái loa này nó sinh ra để làm gì ạ? Để nghe nhạc. Nghe nhạc rất là nhẹ nhàng, rất là sướng tai và nghe thấy rất là đã, bởi vì là với cái vấn đề nghe nhạc chúng ta không cần phải công suất lớn. Vừa đủ nghe thôi, đúng không ạ? Đó, thì đó chính là cái mục đích của cái loa nó sinh ra. Đó, và thứ hai là cái dòng loa này, cái độ nhạy nó rất là thấp. Đấy, em quay luôn cái độ nhạy cho anh em này. Độ nhạy của nó là được 87 decibel. Đấy, dòng nó cao đến được tầm 90-92 decibel anh em nhé. Thì với cái độ nhạy như vậy thì hát rất là khó, khó để có thể hát. Đấy, nhưng nghe nhạc hoặc là làm non lời thì rất là ok. Đó, thì đấy, đây là cái mục đích mà chúng ta nên biết rằng đấy là nên chọn cái loa nào để nghe nhạc và nên chọn loa nào hát karaoke, đúng không? Thế còn về cái dòng vấn đề loa đứng hay còn gọi là loa full đây. Đây anh em nhé. À, độ nhạy của cái dòng loa này nó rất là cao, thường thường nó sẽ dao động từ 95 cho đến 99 decibel tùy từng hãng loa anh em nhé, tùy từng hãng loa. Độ nhạy đầu tiên là độ nhạy rất là cao đấy. Nhưng về nghe nhạc ấy, thì chắc chắn với những cái dòng loa này thì nó không thể bằng dòng loa nằm này được đấy. Riêng full thì nghe nhạc không bao giờ bằng loa nằm, nói gì thì nói, bởi vì là cái đáp tuyến tần số của nó, cái giải tần ấy, thì nó không thể xuống thấp cái tiếng của bát nhé. Đấy, tần số thấp của nó không thể xuống thấp bằng loa nằm được, cho nên là chúng ta nghe cái dòng này cái tiếng bát nó không được đã đâu đấy. Và cái tiếng chép thì nó lại rất là sáng, đúng không ạ, rất là sáng tiếng đó. Cho nên là riêng cái dòng loa này chúng ta hát karaoke cực kỳ tuyệt vời đấy. Và cũng lý do tại sao mà cái tần số thấp nó không xuống được sâu như loa nằm, thì là nếu như ấy, cái tần số thấp nó xuống rất là sâu ấy, thì thường ấy, giọng của nam, tức là giọng đàn ông ấy, hát nó hay bị ồm ồm. Đó, đấy cũng là một cái lý do mà họ không cho cái tần số thấp nó xuống sâu. Đó, và tần số cao nó lên tới là 20 ký tần số cao nhé. Thường loa đến 95% dòng loa full là tần số cao, tức là tải chép ấy, nó sẽ lên được 20 ký. Đấy, nhưng cái dòng loa này thì không bao giờ nó nằm này. Đấy, nó nằm nó chỉ lên được 47 ký, 17 ký này, và tần số thấp nó xuống tận 45 Hz các anh em nhé, anh em thấy không? Nhưng dòng loa này nó lên từ 20 ký,
thì nó giúp cho chúng ta là nghe cái tiếng chép nó hát nó rất là bay tiếng, nó sáng tiếng đó. Nhưng nghe nhạc thì nó lại không đáp ứng được. Nhưng về hát karaoke với những cái dòng loa full, nói gì thì nói, loa rẻ nó hát vẫn hay hơn là những cái dòng loa nào đó, bởi vì cái tiếng mic nó rất là bay đó. Nhưng cái tiếng nhạc thì nó không được hay, nhưng mà chúng ta, mục đích của chúng ta là hát cơ mà đó, đúng không ạ? Đã là hát rồi thì nhạc nó chỉ là phụ thôi, chủ yếu là cái tiếng mic. Mic hát hay thì mic, cái tiếng mic nó đã thoát, nó bay tiếng rồi thì hát kiểu gì nó cũng hay đó. Đặc biệt đấy là cái dòng loa này nó chịu tải được công suất lớn, nó chịu tải được công suất lớn. Như những cái dòng loa nằm này thường anh em thấy không đấy, rất dễ là cháy chép và cháy bát, là chết bát chết tép là chuyện bình thường luôn đó. Nhưng cái dòng loa này thì để mà nói về độ bền chịu tải thì nó nì hơn những cái dòng loa nằm rất là nhiều, đúng không ạ? Bởi vì nó nằm chúng ta là dùng công suất rất là nhỏ, mà khi hát thì chúng ta toàn hát công suất lớn thôi, hú rít nhiều này, vỡ tiếng rồi dẫn đến là chết côn cháy tép, đấy là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cái dòng loa này là chịu tải rất là tốt. Tất nhiên loa nào nó cũng có cháy, chứ không phải là không có loa nào nó không cháy được. Loa nào cũng có bị cháy là chuyện bình thường. Đấy, nhưng mà cái độ chịu tải, độ nì của nó sẽ nì hơn bởi vì công suất của nó là lớn hơn. Anh em nhé. Đó. Thì ở đây thì em phân tích rằng là trên cái quan điểm gọi là lắp ghép nhiều rồi, cái quan điểm của em là đã trải nghiệm rất là nhiều rồi, thì đây là phân tích một cách nó dễ hiểu nhất cho anh em. Đấy, nên chọn là nếu như em chuyên nghe nhạc thì cứ loa nằm mà chơi, đừng mua loa nào đứng này. Còn nếu đã hát thì cứ loa đứng mà chơi, đừng mua loa nào. Đó, thì đấy là cái quan điểm của em để cái tiếng hát của chúng ta làm sao để nó hay nhất có thể. Đó, thì anh em mà có quan tâm hay cần tìm hiểu thêm về kỹ thuật thì có thể liên hệ với bên em để được bên em hỗ trợ nhé. Và xin chào anh em.